Siêu mẫu Naomi Campbell lần đầu làm mẹ ở tuổi 51, lời chia sẻ gây bão. Mới đây, trang People đưa tin siêu mẫu Naomi Campbell đã đón con gái đầu lòng ở tuổi 51 khiến netizen xôn xao. Siêu mẫu da màu nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ bạn bè và khán giả sau khi lên chức mẹ. Người đẹp sinh năm 1970 thông báo trên Instagram cá nhân: "Một phước lành nhỏ bé xinh đẹp đã chọn tôi là mẹ của cô bé. Thật vinh dự khi tâm hồn dịu dàng này hiện diện trong cuộc đời tôi. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được mối ràng buộc bền chặt mà tôi chia sẻ với bé. Đây chính là thứ tình cảm thiêng liêng nhất." Bài đăng của nàng báo đen nhận về gần 1 triệu lượt thích cùng hàng chục ngàn bình luận chúc phúc từ người hâm mộ. Bà Valerie Morris Campbell, mẹ của siêu mẫu 51 tuổi, bày tỏ: "Mẹ chúc mừng Naomi có con đầu lòng, mẹ đã chờ đợi được lên chức bà từ lâu và mẹ vô cùng hạnh phúc." Còn nhà thiết kế thời trang Marc Jacobs cho biết: "Ôi chúa ơi, hôm nay là ngày trọng đại đấy sao, thật không thể tin được, cả bé và mẹ đều may mắn, Naomi sẽ là một người mẹ tuyệt vời." Cách đây 4 năm, trong cuộc phỏng vấn với tờ Evening Standard, Naomi Campbell cho biết cô đã sẵn sàng để làm mẹ nhưng không vội tiến hành kế hoạch này. "Tôi luôn nghĩ về việc có con. Với sự tiến bộ của khoa học, tôi nghĩ rằng tôi có thể thực hiện điều đó như tôi muốn", người đẹp nói. Cho đến nay, danh tính của cha đứa trẻ vẫn chưa được Naomi Campbell công bố. Naomi Campbell từng hẹn hò với những ngôi sao nổi tiếng như rapper Diddy, diễn viên gạo cội Robert De Niro, tay đấm Mike Tyson, nam ca sĩ Adam Clayton. Siêu mẫu da màu từng đính hôn với doanh nhân đạo diễn người Ý Flavio Briatto từ năm 1999 đến 2003. Tuy nhiên, cuộc tình ồn ào nhất của cô là với tỷ phú người Nga Vladislav Doronin. Cặp đôi hẹn hò từ năm 2008 và tan vỡ vào năm 2013 vì sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Năm 2018, Naomi Campbell hẹn hò với rapper Skepta nhưng chia tay chỉ sau thời gian ngắn. Tiếp đó, siêu mẫu lộ ảnh đi chơi riêng với Liam Payne của nhóm One Direction, nhưng nam ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận trong chương trình Strange Talking with Ann Middleton. Hiện tại, Naomi Campbell vẫn được coi là đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ. Tuy nhiên, mối dây dưa của nữ siêu mẫu với tình cũ tỷ phú vẫn chưa kết thúc. Sau 7 năm chia tay, bộ đôi này vẫn chưa kết thúc giữa lùm xùm tranh chấp tài sản. Cụ thể, Naomi Campbell bị người yêu cũ là tỷ phú người Nga Vladislav Doronin kiện ra tòa vì cô vẫn còn nợ tài sản của ông. Cụ thể, vị doanh nhân này cho biết đã cho siêu mẫu mượn một khoản tiền lớn để làm việc riêng từ nhiều năm trước. Nhưng đến giờ, Naomi Campbell từ chối trả lại số tiền đó. Ngoài ra, Vladislav Doronin nói rằng báo đen vẫn đang sở hữu một số tài sản cá nhân của ông có định giá hơn 3 triệu đô la Mỹ, dù hai người đã đường ai nấy đi nhiều năm nay. Hiện tại, tòa án đang trong quá trình tiếp nhận và xử lý các hồ sơ. Vladislav Doronin được biết đến như một trong những ông vua bất động sản của Nga. Ông là người sáng lập tập đoàn bất động sản Capital Group, chủ sở hữu, chủ tịch và giám đốc điều hành của đế chế khách sạn hạng sang Aman, có chi nhánh trải dài trên 20 quốc gia. Đồng thời, tình cũ của Naomi Campbell cũng là chủ tịch và giám đốc điều hành của OKO Group, một công ty phát triển bất động sản khác. Naomi Campbell bắt đầu hẹn hò với ông vào năm 2008. Cặp đôi có khoảng thời gian 5 năm mặn nồng cho đến khi tan vỡ vào năm 2013. Vụ chia tay của cặp đôi đình đám này được giới truyền thông đặc biệt quan tâm một thời do có sự xuất hiện của người thứ ba, Hoa hậu La Tử Lâm. Người đẹp cũng từng là học trò của Naomi Campbell khi tham gia cuộc thi The Face tại Mỹ. Nhờ sự o bế của Naomi Campbell, sự nghiệp La Tử Lâm ở thị trường Mỹ thuận lợi vô cùng so với bất kỳ đồng nghiệp gốc Á nào. La Tử Lâm gặp gỡ tỷ phú Vladislav Doronin cũng chính nhờ Naomi Campbell giới thiệu. Tuy nhiên, mối quan hệ tình cảm giữa tỷ phú Nga và nàng hậu trẻ không kéo dài được bao lâu. Vì mang tiếng giật bồ đàn chị nên La Tử Lâm phải gánh chịu sự ê chề sau đó. Cô bị công ty người mẫu sa thải vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp, bị hàng loạt nhãn hàng cao cấp từ chối hợp tác, sự nghiệp xuống dốc không phanh. Từ lúc còn mặn nồng cho đến lúc chia tay, nhiều người nhận xét rằng mối quan hệ tình cảm giữa Vladislav Doronin và Naomi Campbell giống như một sự trao đổi thương mại nhiều hơn là tình cảm chân thành. Siêu mẫu hỗ trợ Vladislav Doronin đánh bóng tên tuổi, thương hiệu của các công ty ông. Đổi lại, vị tỷ phú này đáp ứng bất cứ thứ gì mà Naomi Campbell mong muốn. Có lẽ vì vậy, những tranh chấp tài chính giữa hai người vẫn còn nhen nhóm bùng nổ, trong khi cả hai đã chia tay được 7 năm. Hiện tại, tỷ phú Vladislav Doronin đang cặp kè với người mẫu Nga Kristina Romanova, trong khi Naomi Campbell luôn dự kiến chuyện hẹn hò của mình.